Anh ơi! Máy giặt Casper thế hệ mới EcoWash tiết kiệm bền bỉ 20 năm. Cùng đến ngay với đội hình ra quân của đội chủ nhà Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đứng trong khu gỗ vẫn là Văn Lâm, đội trưởng. Các cầu thủ thi đấu ở phía trên bao gồm có Ngọc Bảo, Marlon, Đình Trọng, Văn Đức, Văn Thuận, Cao Văn Triền, Thanh Thịnh. Và những cầu thủ trên tấn công sẽ bao gồm có Leo Arthur, Alan cùng với Văn Thành. Huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà Maryland Quy Nhơn Bình Định đó chính là ông Bùi Đoàn Quang Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình của thể công Viettel. Trong khung thành đó chính là Văn Phong, bộ tứ hậu phòng ngự bao gồm có Mạnh Cường, Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài. Những cầu thủ tuyệt vệ sẽ bao gồm có Tiến Anh, Quang Khải, Đức Chiến, Mohamed Issam. Và những cầu thủ trên tấn công sẽ là Hoàng Đức hỗ trợ cho Bruno Cunha. Đánh đầu, đó là tình huống bật cao của Alan. Hoàng Đức, một tình huống đá bay coi, một pha bóng dàn xếp cực kỳ ấn tượng đến từ thể công Viettel. Tất cả những cầu thủ của Maryland Quy Nhơn Bình Định đã bị cuốn vào trong khu vực vòng cấm và để lộ ra một khoảng trống rất lớn. Marlon mất bóng rồi, phản công dành cho thể công Viettel. Đường truyền nhanh của Bruno Cunha đưa bóng vào, đây là cơ hội Bruno. Rất đáng tiếc, một tình huống phản công với đầy đủ những nhân sự và có đầy đủ những phương án để cho thể công Viettel có thể mở tỷ số. Tình huống nhả quả bóng lại rất vừa vặn của Hoàng Đức. Những cú vung chân của Bruno Cunha lại đưa quả bóng đi vòng xa. Bruno Cunha quá thiếu cảm giác. Arthur, bóng vẫn thuộc vào chân của Arthur. Hai cầu thủ đội chủ nhà băng lên. Arthur, đó chính là giá trị mà những cầu thủ ngoài binh của đội chủ nhà đã tạo ra ở mùa giải năm nay. Một pha bóng mà chỉ có những Alan và Arthur xuất hiện cho đợt phản công này. Bruno Cunha, các pha phản công cần phải nhanh hơn. Đây là Hoàng Đức, bỏ bóng rất điều kỳ. Mohamed Issam chưa phải là một thử thách thật sự với Đặng Văn Lâm. Alan, pha đá bóng kỹ thuật của Alan, cú bao. Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Đi trọng, rất tốt. Thanh Thịnh, Arthur đã đầu làm tường. Nguy hiểm quá. Và tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. Một pha đánh đầu đầy bất ngờ. Và người ghi bàn đó chính là Văn Đức. Bóng rơi ở một vị trí rất khó để có thể phán đoán dành cho thủ thành Văn Phong. Alan quá ngẫu hứng. Tinh thần của đội chủ nhà đang lên rất cao. Vẫn là Alan. Cao Văn Triền có cơ hội xuất sắc. Bóng đi lập bập. Và vẫn sẽ có một tình huống đá phạt góc. Như vậy là huấn luyện viên Thomas Dooley bắt buộc phải rút Quang Khải ra khi cầu thủ này đã gặp phải một chấn thương và tung vào sân là Hữu Thắng. Các cầu thủ đội chủ nhà sẽ có một lối chơi ưu tiên cho mặt trận phòng ngự hơn và sẽ chờ đợi các pha bóng phản công.
Họ có bộ đôi những cầu thủ ngoài bên đây tốc độ phía trên, nhưng trước mắt phải đối mặt với cú nha. Đã có bàn thắng của bên tỷ số dành cho thế công Viettel. Và ghi bàn của Hoàng Đức. Và người kiến tạo đó chính là Bruno Cunha. Tỷ số đã được quân bình là bầu đều. Bàn thắng đầu tiên của Nguyễn Hoàng Đức ở Đại Võ Vĩ Lý 1 năm nay. Cơ hội tung bóng qua đầu thủ môn. Có vẻ như là trọng tài xác định đó là một pha bóng không hợp lệ. Hoàng Đức đã bị mắc lỗi việt vị ở trong pha thoát xuống vừa rồi. Mặc dù trọng tài đã phất cờ, nhưng đây là một tình huống đã cho thấy cảm giác bóng và sự hưng phấn đã bắt đầu quay trở lại với Hoàng Đức. Alan, đường truyền của Văn Thuận rất chính xác. Lê Hòa Thơ, goal! Một lần nữa đội chủ nhà vươn lên, và đó lại là Văn Đức. Văn Phong đã rất nỗ lực đẩy quả bóng đập đất trước đó, nhưng với pha bóng này thì mọi chuyện là không thể. Một tình huống ném biên nhanh của đội chủ nhà. Alan, và đó là Alan. Hàng thủ của thế công Viettel đã làm gì ở trong tình huống vừa rồi? Và hoàn toàn đứng bất động và để cho đối thủ tổ chức một tình huống ném biên nhanh. 3-1 cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bàn thắng thứ 6 của Alan, và là bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Bây giờ thì chiến thắng phần nào đó được xây chắc thêm dành cho Văn Lâm và những người đồng đội của mình. Thêm một cơ hội mà không có. Một bàn vui dập của Maryland Quy Nhơn Bình Định trước thế công Viettel. 4-1 rồi. Trận đấu đầu tiên đã trở thành một thảm họa với huấn luyện viên người Mỹ này. Một pha thoát xuống như chỗ không người của Mạc Hồng Quân. Một lần nữa chúng ta thấy là các cầu thủ của thế công Viettel đã chơi rất thiếu sự chủ động. Người kiến tạo là Alan. Mà Hồng Quân cũng đã có cho mình bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Và đó cũng là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và với tỷ số 4-1 dành cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định và thế công Viettel của FPT Play cũng xin được phép dừng lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi bình luận tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.